Hello, xin chào cả nhà. Đây là video đầu tiên mà Nam quay bằng cái máy ảnh mình vừa mới mua, Lumix G7. Và đây Nam đang test cái chất lượng 4K của nó. Nếu mà chị em muốn làm video, hay nếu mà anh em đang theo dõi cái live stream này này, có muốn làm video thì mình nghĩ rằng là cái việc mà chúng ta đầu tư một cái máy quay ấy, là một cái việc mà chúng ta rất là nên làm. Ví dụ như là với mấy anh em đang làm mỹ phẩm thì chúng ta cần phải có một cái máy quay, máy chụp. Hay rồi là đối với anh chị em đang làm spa thì rất cần có những cái máy quay như vậy, đúng không ạ? Để chúng ta có thể ra được cái chất lượng hình ảnh nó tốt hơn, chất lượng khách hàng, rồi chất lượng những cái hình ảnh, những cái video dịch vụ chúng ta nó được tốt hơn. 2017, 2018, ở đầu 2019, 2016 đó, làm rất là nhiều, hơn 300 cái video ở trên YouTube. Thì phần lớn nó đều bằng điện thoại, thì quay bằng điện thoại thì nó cũng chẳng có sao cả. Nhưng mà mình thấy rằng là 2019 này thì cái việc mà mọi người lên trên YouTube, cái xu hướng mọi người sử dụng YouTube để mọi người có thể xem video, học tập một cái điều gì đó, nó nhiều hơn rất là nhiều các bạn. Tức là xu hướng của 2019 đó là xu hướng về YouTube. Để cho nên rằng là cái việc chúng ta đầu tư một cái thiết bị tốt để chúng ta làm một cái kênh YouTube của chúng ta, một cái kênh truyền tải thông tin của chúng ta với khách hàng của mình ấy, đó là một việc cần thiết phải làm. Đó, cho nên là chất lượng hình ảnh nó sẽ nói lên được cái chất lượng chia sẻ của chúng ta. Chất lượng hình ảnh càng xịn thì giá trị của cái việc chúng ta chia sẻ nó càng hiệu quả cao. Còn cái nội dung của bạn rất hay, rồi bạn ăn mặc rất đẹp, nhưng mà cái thiết bị mình quay ấy nó không có được đẹp, rồi là nó mờ, thì khi đó thì cái người khách hàng, người ta nhìn, người ta cũng cảm thấy là nó hơi chướng con mắt, và người ta rất là ngại để xem những video như vậy. Rồi nhất là những anh em làm bất động sản đi chăng nữa thì hay, mọi người hay review về miếng đất của mình, đúng không? Hay chia sẻ thông tin về dự án của mình, thì cái việc cái thiết bị mà xịn để truyền tải thông điệp đến với khách hàng ta nó được rõ ràng bao nhiêu thì cái hiệu quả nó dẫn đến với chúng ta thì càng nhiều bấy nhiêu. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại bạn ở video tiếp theo.